Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về phiên bản Flanker mới nhất dòng nước hoa The One của nhà Dolce & Gabbana, có tên là The One Intense. Ở đây thì mình sẽ chỉ có lọ chiết cho nên mình sẽ để một vài hình ảnh để các anh em tham khảo về em nó. Cũng giống như các video review trước thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em những điểm mình cảm thấy thích và không thích về chai nước hoa này, quan điểm phản ứng của mọi người khi mà ngửi mùi hương và kết luận cuối cùng của mình là có nên mua chai nước hoa này hay không. Và nếu như các anh em đang tìm hiểu một sản phẩm hay một lọ chiết nào đó để chuẩn bị cho 20 tháng 10 tặng bạn gái hoặc là chuẩn bị mùa đông đang đến rồi, thì mời các anh em hãy click vào đường link bên dưới để chúng ta có thể tìm hiểu sản phẩm. Và nếu mà các anh em, mình luôn luôn sẵn sàng nhận kênh inbox của các anh em vào bất kỳ thời điểm nào. Ok, còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến những cái cảm nhận của mình về mùi hương của The One Intense. Ok, let's go. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như các anh em nào đã có lòng yêu thương hoặc là mến mộ mùi hương của The One Eau de Parfums, nhưng chúng ta có suy nghĩ rằng ước gì nó có thể đậm hơn, ước gì nó có thể mạnh hơn, ít nhất là khi mới bắt đầu xịt, thì The One Intense chính là cái điểm nâng cấp quý giá đó. So với một phiên bản trước đó của nó, đó là The One Grey. Đây là một cái chai nước hoa mà mình không hiểu tại sao nhà Dolce & Gabbana lại có thể ra mắt một cái mùi hương có thể gọi là khá là nhạt nhòa. Đối với cá nhân của mình thấy nó rất là nhạt nhòa, thực sự là không xứng đáng chúng ta bỏ ra để mua. Nhưng đối với The One Intense thì mùi hương của nó đậm hơn, mạnh hơn. Và đối với cảm nhận của mình thì nó không có nhiều nét tương đồng với phiên bản The One Eau de Parfums, mà là một mùi hương hoàn toàn mới. Khi mà mình xịt so sánh giữa hai phiên bản này thì mình cảm thấy là bản The One Intense này nó có một cái gì đó nó dữ dội hơn. Đó, nó không còn cái vẻ mềm mại nhẹ nhàng của The One Eau de Parfums nữa, mà ở phiên bản Intense này nó đậm hơn, nó mạnh hơn. Tất nhiên thì mạnh hơn hoặc đậm hơn nó chỉ ở hơn khoảng thêm khoảng 20-30% mà thôi, chứ không phải là một cái gì đó nó quá là dữ dội. Thế nhưng nếu như kênh em nào như mình đã nói, chúng ta thích cái phiên bản EDP nhưng chúng ta ước rằng giá mà nó có thể đậm hơn thêm một vài phần công lực nữa thì sẽ cảm thấy phê hơn đó, thì The One Intense này chính là cái bản nâng cấp đáng giá là như thế. Do đó đây là cái điểm đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ hai của phiên bản mới này đó là cái sự linh hoạt của nó trong mùa lạnh. Đây là một cái sự lựa chọn, một trong những cái sự lựa chọn thì đúng hơn, đáng để các anh em tham khảo khi mà mùa đông đang đến gần. Bởi vì với cái mùi hương vốn dĩ của nó là The One, vốn dĩ là nó rất là linh hoạt rồi, chúng ta có thể sử dụng vào mọi dịp. Thì với cái phiên bản nâng cấp này, Intense này, mùi hương của nó vẫn là rất là linh hoạt, và cộng với cái mùi hương của nó đậm và mạnh hơn một chút nữa, khoảng như mình đã nói là khoảng 20-30%, thì chúng ta sẽ sử dụng trong mùa lạnh ở rất nhiều dịp, và có lẽ là chúng ta sẽ gây được một cái ấn tượng nó nhanh hơn, nó rõ nét hơn so với bản EDP. Bởi vì tất nhiên là trên da, tùy trên da từng người, thế nhưng mà một cách logic đó là mùi hương đậm hơn thì bao giờ người ta ngửi nó cũng sẽ nhanh hơn, nó ấn tượng nó rõ hơn so với mùi hương nó nhẹ nhàng thoang thoảng khi mà chúng ta xịt. Do đó mình thích ở chai nước hoa này đó là cái sự linh hoạt của nó vẫn giữ được cái nét của The One đó. Thì trong mùa lạnh này, mùa đông đang đến gần rồi, chúng ta cần một cái mùi hương linh hoạt. Đi học, đi chơi, đi làm, đi cà phê, đi party, đi karaoke, đi bar, đó tất tần tật những cái, tất nói chung là tất tần tật những dịp và điều kiện kinh tế chúng ta không phải là quá là dư giả, thì cái mùi hương nào chúng ta đáng để chúng ta lưu tâm thì Dolce & Gabbana The One Intense là cái điểm như thế, là cái chai nước hoa như thế đó. Tổng quát lại, hai điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như ai đã thích mùi hương của The One EDP và chúng ta thích nó mạnh hơn nữa, dày hơn nữa, thì The One Intense này chính là cái phiên bản như thế. Và cái thứ hai, nó là một mùi hương khá là linh hoạt sử dụng trong mùa lạnh. Đấy là hai điểm mình thích ở chai nước hoa này. Vậy còn điểm mình không thích về sản phẩm này đó là cái gì? Điều đầu tiên mình không thích về mùi hương này đó là mặc dù nó có tên là The One Intense, thế nhưng xịt trên da của mình, cái độ bám mùi và cái độ tỏa mùi nó không nổi trội hơn hẳn so với phiên bản EDP. Mình cảm thấy là hai thằng này là có cái độ bám mùi và tỏa mùi ít nhất trên da của mình là gần như là tương đương nhau, không hơn nhau đáng kể. Thì
mình nghĩ là mình hơi cảm thấy ghét ở cái điểm này, bởi vì mình cho rằng khi mà đã thêm có intense vào, có nghĩa là mùi hương của nó sẽ phải có tăng lên hoặc là gia cố thêm cái độ bám mùi, tỏa mùi. Thế nhưng thực tế ở đây thì so với phiên bản EDP nó không nổi trội hơn hẳn về độ bám tỏa mùi. Do đó đấy là cái điểm mình không thích ở trái nước hoa này. Và trước khi mình chia sẻ đến các anh em cái kết luận của mình có nên mua chai nước hoa này hay không, chúng ta hãy cùng xem phản ứng các chị em khi mà người mua hương này như thế nào. Bạn thấy thế nào? Thơm ạ. Thơm nhưng á? Nhưng mà cái mùi này kiểu nó hơi, nó kiểu nó dành, em nghĩ là dành cho nam giới thì sẽ hơn không? Bởi vì đây là mùi của nam. Nhưng mà em thấy nó thế nào? Nó có nam tính hay là nữ như nào không? Cũng có nam tính á. Kiểu nó hơi một chút mặn mặn. À thế á? Vâng. Nếu mà bạn trai em dùng mùi này em thấy thế nào? Okay. Nhưng mà thật ra thì gu của em thì em chỉ mùi ngọt hơn. Mùi ngọt hơn nữa. Nếu mà từ 1 đến 10 em sẽ cho chai này là mấy điểm? Tầm 8 điểm. 8 điểm à? Rồi ok, rồi anh cảm ơn nhá. Thơm à? Thơm à? Các bạn có thấy nó nam tính không? Hay là nó hơi già? Không, gần quá thì nó hơi mùi nồng. Hơi mùi nồng à? Nếu mà trời mùa đông mà dùng mùi này các bạn thấy thế nào? Ok không? Ok. Yeah. Từ 1 đến 10 các bạn sẽ cho là mấy điểm? 8 điểm. 8 điểm, còn ban. Okay. 7 điểm, 7 điểm rưỡi. Ok, rồi mình cảm ơn nhá. Như mọi người có thể thấy thì các chị em luôn có một cái phản ứng rất là tốt với mùi hương của The One. Và đấy cũng là một cái điểm cộng rất là lớn đối với mùi hương của nhà George Cabana. Các anh em có thể tự tin khi mà xịt để đi ra ngoài giao lưu với tất cả mọi người. Tất lận lại, The One Intense có đáng mua hay không? Đây là một cái kết luận khá là khó. Thực tế mà nói thì đây không phải là một phiên bản nâng cấp phải gọi là phải mua. Đó, đây không phải là một phiên bản nâng cấp phải mua, mà chỉ là ở mức đáng để cho chúng ta tham khảo. Đó. Ví dụ như khi mà chúng ta thử mùi hương của EDP và chúng ta cảm thấy rằng là có nên, cần thiết phải thử thêm phiên bản Intense hay không, nó một dạng kiểu như thế, chứ không phải là đã có The One Intense chúng ta có thể quên ngay được The One EDP. Đó, kết luận cuối cùng của mình đó là The One Intense là một sản phẩm để chúng ta tham khảo, chứ chưa đến mức là chúng ta sẽ phải mua. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ đến anh em những cái cảm nhận của mình, cá nhân của mình về mùi hương của The One Intense. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.